Xin chào, Nhã là mình. Mình là Hòa, Hòa là mình. Nhã là mình này xem rất là nhanh nhá. Lần nào livestream cũng xem lần đầu tiên luôn đấy. Xin chào tất cả mọi người. Hello. Hello. Xin chào 500 anh em đang xem. Chị Hòa gọi tên em đi. Vui ơi, vui ơi. Nguyễn Thị Hoa, Mỹ Lệ. Wow, 1.000 người xem rồi. Mọi người ơi, hôm nay mọi người hãy xem livestream và share livestream của Hòa thật nhiều nha. Để Hòa sẽ bật mí cho mọi người một cái này rất là hữu ích trong cuộc sống luôn. Tất nhiên thì chúng ta cũng không thể nào mà không nói rằng là hôm nay chính là một livestream hơi vật chất nhẹ. Nhưng mà vật chất nào thì cũng sẽ có quà cho mọi người. Bởi vậy mọi người hãy share cái livestream này của Hòa thật nhiều để bạn bè mọi người cũng như là bà con, cô bác, chú dì, hàng xóm, láng giềng, quê hương hãy vào xem livestream của Hòa để Hòa sẽ có dịp giao lưu cũng như là tặng quà mọi người nha. 2.000 người xem rồi. Hello, dì Hằng. Xem nhìn thấy ít ấy thế nhở? Ít bình luận nhở? Hello, Phương Hồng. Hello, Huỳnh Minh Chiết. Mọi người muốn nghe Hòa hát về gì thì hãy comment cho Hòa biết nha. Để Hòa hát tặng mọi người mở đầu livestream. Hôm nay thì Hòa có make up nhẹ nhẹ để một xíu nữa thì Hòa sẽ đi ăn tiệc. Ok. 2.400 người xem rồi. Hòa muốn có một cái câu hỏi này dành cho tất cả mọi người. Livestream có tính chất tặng quà nha mọi người. Đúng rồi, livestream nào của Hòa thì hầu như là mọi người cũng sẽ được tặng quà, không ít thì nhiều nha mọi người yêu. Thì cái lời mà Hòa muốn nói là Hòa rất là muốn tâm sự và chia sẻ với tất cả mọi người về cái phong cách gần đây của Hòa. Ví dụ như là phong cách quần áo, phong cách make up hay là phong cách tóc tai. Thì mọi người có gì muốn góp ý cho Hòa hay không? Để Hòa sẽ thay đổi từng ngày để phù hợp với mắt nhìn của quý vị khán giả hơn. Thì do là Hòa đang muốn nâng cao cái hình ảnh của bản thân mình để mọi người không chỉ là nghe hay mà mọi người còn cảm thấy mãn nhãn nữa. Hà, mọi người hãy comment để góp ý cho Hòa nha. Hát chúc mừng sinh nhật chị ơi, 2 ngày nữa sinh nhật em. Wow, Hoàng Thị Yến Quỳnh. Thế thì nhân tiện ở đây đang có ai chuẩn bị sinh nhật thì Hòa sẽ hát tất chúc mừng sinh nhật mọi người luôn nha. Nào, ai đang có sinh nhật để chúc mình một thẻ nào. Mọi người comment cho Hòa biết nha. Hòa sẽ vào đây đọc comment của mọi người. Fanpage cho bài gì cũng thích nghe hết ạ. Từng cho nhau đi em. Mọi người ơi, bài gì dễ dễ xíu. Ôi chị, ôi, ở đây mới nhìn thấy đọc comment này. Chứ ở trên đấy em không đọc được hết. Gì đây? Chị Hòa hoàn hảo lắm rồi, phong cách ăn mặc cũng ok. Thực ra thì em hỏi mọi người nhưng mà chỉ comment nào đó hay hay em mới đọc thôi. Gì đây? Góp ý của em là chị đẹp và dễ thương dữ lắm rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Hòa mà hỏi thật mà mọi người mà. Xinh lắm rồi, hạn chế phẫu thuật thẩm mỹ nha để giữ nét tự nhiên. Trời cho. Ơi. Chị ơi. Hạn chế là sao? Em có phẫu thuật cái gì đâu, ngoài có làm răng nhưng mà ngậm miệng vào như này thì là mặt tự nhiên, không phẫu thuật gì hết. Mà mở miệng ra thì là có làm răng xíu. À,
Chào cô bé, chị yêu mến từ Học viện Ngôi Sao. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Thôi thì chúng ta sẽ mở đầu chương trình bằng một bài hát chúc mừng sinh nhật đến tất cả. Hello anh Xuân Hoàn. Anh đã xin giảm giá xe cho em nhiều chưa nào? Hoàn sẽ hát chúc mừng sinh nhật gửi đến tất cả mọi người. Những ai mà chuẩn bị sinh nhật hoặc là sinh nhật ngày hôm nay, sinh nhật ngày mai hay là sinh nhật sắp tới nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hát rồi bỏ đi chị, tự nhiên nhớ giọng Lai. Úi dồi ôi, suốt ngày hát rồi bỏ cơ. Hay là mình hát bài Tìm một nửa cô đơn đi anh. Chị Hòa đẹp lại dễ thương rồi ạ. Chị Hòa có bị rụng tóc không? Sao đợt này nhìn tóc mỏng vậy? Hòa có nha, Hòa bị rụng tóc một đợt rất là lâu. Thì chia sẻ quay lại với mọi người về cái phong cách thời trang. Thì Hòa cũng muốn nói một câu chuyện liên quan đến ngày hôm nay. Đó chính là Hòa mới tìm ra được một cái phương pháp mà để giúp cho tất cả mọi người có những trang phục quần áo, vì là sẽ vừa thơm này, vừa lúc nào cũng mềm vải và không sợ bị hư tổn, không sợ bị quần áo bị lão hóa. Da chúng ta cũng hay bị rất dễ bị lão hóa, nhưng mà quần áo thì cũng không kém nha mọi người. Vì quần áo thì mua về rất là mắc, nhưng mà nếu mà chúng ta mà không tìm được cách đúng ý, thì quần áo sẽ rất là dễ hay bị sờn vải. Vải nó sẽ bị thô ráp và coi như là mặc một lần hai lần giặt xong là hỏng cái áo luôn. Ngày hôm nay thì Hòa sẽ bật mí cho mọi người một cái cách mà Hòa mới tìm ra. Xin chào chị Oanh Phạm. Ok, mình sẽ vừa hát vừa nói nha. Nhưng mà mạng nhà anh quản lý của Hòa thì hơi chậm một xíu, nên từ nãy đầu vẫn chưa mở được bài. Giọng chị giống giọng chị Hương Giang quá. Sao nhìn trên livestream mặt mình to thế nhỉ? Em xinh lắm, gu thời trang rất đẹp em nhé. Em cảm ơn chị Phương Dung ạ. Thì gu thời trang gần đây của em thì em lựa chọn một phong cách nó không quá già, nhưng mà nó cũng không là không quá nhí nhảnh giống như em của thời Học viện Ngôi Sao, mà em muốn mình trở thành thanh lịch hơn một xíu, mình nhẹ nhàng và đầm hơn một xíu. Thì những cái bộ trang phục mà em lựa chọn thì cái chất vải và nó cũng thay đổi. Ví dụ như ngày hôm nay thì em mặc một chiếc áo. Cái này là vải len hả? Phải len không? Đây là vải len hả mọi người? Tức là nó rất là dễ bị sờn vải á, nên khi mà mặc xong á thì cái quá trình mà mình giặt cũng như là phơi nó rất là quan trọng, vì nếu mà mình không giặt đúng cách thì nó sẽ bị sờn và coi như là bị ngão hết cái áo của em. Nhưng mà áo của em vẫn giữ được form như thế này. Thì trước khi đến với bật mí thì em sẽ hát tặng mọi người một bài ca khúc với tựa đề Tìm Một Nửa Cô Đơn, mà beat không phải do em up lên. Wow. Nghe em hát live ở Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An mà nghiện mãi, em hát hay quá. Em cảm ơn chị Tèo rực rỡ ạ. Trong màn đêm chỉ riêng mình em nhớ anh, bao ngày qua tình yêu thấy sao mong manh, có lẽ rằng em đã quá yêu anh. Em lặng im nhìn mưa rơi chết phím đàn, tiếng đàn sao buồn hơn mỗi khi bên anh, chắc bởi vì anh đã thật lòng em vẫn không quên ngày đó bên nhau. Chiều gió đông ùa về thêm rét buốt, nói nhớ anh đêm ngày làm con tim em lên tiếng. Dù cho anh đã cách xa như ngàn mây trôi, dù tình yêu ngăn lối
Yes. Ôi bài này hay quá ta. Nhờ, sao lâu rồi mình không đi diễn này này nhở? Đây là một ca khúc single của Hòa Minzy, ra mắt vào năm 2017 và đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của quý vị fan của Hòa. Còn quý vị khán giả trung lập thì Hòa không biết. Chị hát theo kiểu chị Lương Bích Liễu Hữu hả? Dạ. Ok. Trước khi mà chúng ta đến với những bài hát tiếp theo thì bây giờ Hòa sẽ mở một cái game nha. Mọi người ơi, chơi game nào, chơi game trúng quà nào. Game của chúng ta sẽ là như thế này nha. Đầu tiên mọi người hãy share cái livestream này. Share cái livestream này. Sau đó mọi người hãy like cái livestream này. Rồi quay trở lại livestream và comment cho Hòa biết, comment một cái tính từ nha. Một cái tính từ liên quan đến những cái vấn đề quần áo mà mọi người hay gặp phải. Ví dụ như là sao nhỉ? Áo sờn vải, áo phai màu, áo gì nữa nhỉ? Vân 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 vân. Ý là những cái tình trạng mà sau khi mà mọi người đã mặc quần áo và giặt xong thì quần áo hay gặp phải á, thì mọi người hãy comment cái tính từ đó kèm theo ba cái hashtag như sau. Hashtag đầu tiên đó chính là để Hòa nhìn vào đây đã nhá, Hòa quên mất. Nước giặt comfort. Hashtag đầu tiên mọi người ghi cái số thăng á. Hashtag này, nước giặt comfort. Hashtag thứ hai này mọi người cách ra ghi hashtag thứ hai, chống lại 5 dấu hiệu lão hóa. Và hashtag cuối cùng đó chính là hashtag thứ ba là công thức giặt xả kết hợp. Rồi, mọi người đã nhớ chưa? Game của chúng ta rất là đơn giản nha. Mọi người hãy like cái livestream này, sau đó share livestream và quay trở lại comment cho Hòa biết một cái vấn đề mà mọi người hay gặp phải khi mà sử dụng quần áo và giặt quần áo xong thì hay gặp phải á. Kèm theo ba hashtag. Hashtag đầu tiên đó chính là nước giặt comfort. Hashtag thứ hai đó chính là chống lại 5 dấu hiệu lão hóa. Và hashtag thứ ba đó chính là công thức giặt xả kết hợp. Mọi người ơi, mọi người hãy comment thật nhiều nha. Kết quả thì Hòa sẽ chị giới thiệu nước giặt à. Ôi trời ơi, không nói đâu nha. Mà cũng không cố tình đặt cái này ở đây đâu nha mọi người. Nhưng không ngờ mọi người lại biết. Nên là Hòa lại phải đưa lên đây. Thì Hòa đã nói rồi, đây là một cái livestream hơi vật chất nhẹ. Thì chúng ta hãy xem livestream một cách vui vẻ nhất nha. Hãy share livestream, like livestream và comment. Mát nhỉ? Comment là một cái vấn đề mà mọi người gặp phải kèm theo ba cái hashtag. Hashtag đầu tiên đó chính là nước giặt comfort. Hashtag thứ hai đó chính là chống lại 5 dấu hiệu lão hóa. Hashtag thứ ba đó chính là công thức giặt xả kết hợp. Comment nha. 10 quý vị khán giả may mắn nhất, Hòa sẽ trao phần quà đó chính là 10 túi nước giặt comfort. Đúng không? 10 túi nước giặt comfort kèm theo là postcard, một tấm ảnh có chữ ký của Hoa Minzy ở đấy. Tắt trên share. Chị My à. Chị share livestream này, sau đó chị like cái livestream này, xong rồi chị comment ở đây luôn nha. Comment một cái vấn đề mà mọi người gặp phải, ví dụ như là áo sờn vải, áo phai màu và kèm theo ba cái hashtag mà em vừa đọc nhá. Mọi người phải kèm theo hashtag mới được. Còn đúng rồi, bạn Hương Giang này, đúng rồi này. Áo phai màu, nước giặt comfort, chống lại 5 dấu hiệu lão hóa, công thức giặt xả kết hợp. Chuẩn 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 chuẩn. Mọi người phải comment như thế nha. Tuệ Lâm cũng ok ok này. Ôi trời, vấn đề gặp phải là yêu chị không bỏ được. Sai rồi. Sai rồi. Như thế sẽ không được tính đâu. Trong thời gian mọi người chơi game thì Hòa sẽ hát tiếp bài này nha. Anh bật tiếp bài này cho em đi. Đêm chỉ riêng mình em nhớ anh. Bao ngày qua tình yêu thấy sao mong manh. Có lẽ sao
giật trên phím đàn, tiếng đàn sao buồn hơn mỗi khi bên anh. Chắc bởi vì anh đã mãi xa. Thật lòng em vẫn không quên ngày đó bên nhau, dù gió đông ùa về thêm rét buốt, nỗi nhớ anh đêm ngày làm con tim. Mọi người chơi game nhiệt tình không? Mọi người chơi game nhiệt tình không? Chơi game nhiệt tình không? Mọi người ơi, chơi game nhiệt tình lên để anh em ta nhận quà. Nhận quà là từ hoa là rất comfort. Comfort là comfort. Comfort là chống lại năm dấu hiệu lão hóa. Ôi, là giống như là da ấy nhở. Đã chống lại năm dấu hiệu lão hóa về da thì bây giờ quần áo của chúng ta cũng thế, bởi vì thật ra là không phải ai cũng có điều kiện để mà thay đổi quần áo liên tục. Thì chúng ta mặc một cái áo thì chúng ta có thể mặc 1 năm, 2 năm đến 3 năm. Ví dụ như nghệ sĩ Như Hóa ấy, thì có thể là mặc 1 2 lần thì sẽ phải thay đổi, bởi vì là chúng ta sẽ phải thay đổi hình ảnh thật là nhiều để khán giả không bị nhàm chán. Nhưng mà với tất cả các bạn học sinh này, mọi người sinh viên hay là những ai mà điều kiện không có nhiều ấy, thì mọi người đôi khi mặc một cái áo cả mấy năm cũng chưa hỏng nữa. Nên là mọi người sẽ phải tìm một cái loại nước giặt, cũng như là làm thế nào để sau khi giặt xong áo vẫn giữ được form này, rồi không bị sờn vải, và đặc biệt là tất nhiên là sạch và thơm là cả hai cái điều mà chắc chắn là tất cả nước giặt nào cũng có rồi. Nhưng mà giống như comfort là ngày xưa thì mọi người ai cũng biết, và đặc biệt là các mẹ luôn luôn mua comfort về giặt quần áo, đúng không? Bởi vì xả quần áo, mua nước xả về quần áo để xả, để cho quần áo mềm và thơm. Nhưng mà bây giờ thì từ năm 2019 thì comfort có ra một cái dòng sản phẩm mới, một cái dòng sản phẩm mà gọi là 2 trong 1, nước giặt xả kết hợp, thì bây giờ nó không chỉ là sạch và thơm nữa rồi, nó sẽ giúp cho quần áo chúng ta chống lại được năm dấu hiệu lão hóa này. Và đối với những cái người mà hơi lười lười như Hòa đây thì chúng ta giặt xong chúng ta lại còn phải ngâm để xả nữa thì nó mất thời gian. Thì bây giờ chúng ta chỉ mất một lần thôi, giặt và xả luôn kết hợp với nhau, rất là tiện, đúng không mọi người? Comfort thì quá là nổi tiếng rồi nên là Hòa cũng không cần phải nói quá nhiều.
Nhưng mà bây giờ thì Hòa thấy là dùng cách như thế này thì mọi người sẽ bớt được thời gian cũng như là bớt được chi phí với tất cả những cái công dụng của nó. Thì Hòa nghĩ là mọi người sẽ nghĩ là nó hơi mắc đúng không? Bởi vì 2 trong 1 rất là xịn như thế này, nhưng mà giá thì không gọi là quá là mắc. Chỉ là mọi người hỏi 5 cái dấu hiệu lão hóa là gì đúng không? Đây, nó sẽ giúp cho chúng ta là sạch và thơm, hai yếu tố rất quan trọng. Ngoài ra còn giúp chúng ta là chống quần áo, đỡ phai màu này, đỡ thô ráp này, đỡ mất dáng, mất form, và đỡ xù lông và đỡ ố vàng luôn. Ok là chuẩn nhờ. Nói chung là đối với Hòa thì bản thân Hòa nghĩ là dù là một cái livestream vật chất thì Hòa cũng phải chọn một cái sản phẩm nó ok la như thế thì Hòa mới giới thiệu cho mọi người. Nhà Hòa thì rất là hay thường xuyên sử dụng rồi, nên ngày hôm nay thì nhân tiện là Comfort có book Hòa quảng cáo thì Hòa cũng rất là vui lòng. Vì Hòa nghĩ là Comfort là một thương hiệu rất là lớn, mình tự tin có thể giới thiệu đến tất cả mọi người. Ngày hôm nay là 2 mấy? Hôm nay là 23 rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là mọi người khi mà mua hàng trên Tiki thì còn được giảm giá với ưu đãi 20% lận mọi người ạ. Khi mọi người lên Tiki mua Comfort thì mọi người sẽ được giảm 20% và thêm nữa là còn có ưu đãi là khi mà mua nước giặt xả ấy thì mọi người còn được tặng kèm là có 2 option, 1 là 6 cái túi, 2 là 2 cái khăn. Khăn xinh. Đó, mọi người có thể lên Tiki mua thì trong thời gian là từ hôm nay đến ngày mai đến ngày 25 là hết rồi. Nên mọi người hãy lên luôn nha. Tí nữa thì Hòa sẽ kèm link để cho mọi người mua. Hòa chỉ thích fan của Hòa mua được cái gì vừa rẻ vừa tốt thôi. Vì lòng em quá thương anh, quá yêu anh, nó thương anh ăn chờ anh về. Họ sẽ nhắc lại game nha. Mọi người ơi, mọi người comment thêm đi, để sau đó thì họ sẽ lựa chọn 10 quý vị khán giả may mắn. Mọi người sẽ share cái livestream này, mọi người sẽ like luôn livestream này và comment cho Hòa một cái tính từ, một cái vấn đề mà mọi người gặp phải khi mà khi mà giặt quần áo nha. Và kèm theo 3 cái hashtag. Hashtag đầu tiên đó chính là nước giặt Comfort. Hashtag thứ hai đó chính là chống lại 5 dấu hiệu lão hóa. Và hashtag thứ ba đó chính là công thức giặt xả kết hợp. Hoặc có đây gọi là gì? Pin nữa. Hoặc có pin một cái comment để hướng dẫn cho mọi người đấy. Mọi người hãy comment như thế nha. Màu tím mới chịu nha nàng. Đúng rồi. Nói chung là chúng mình cũng phải tôn trọng nhãn hàng mà cả nhà yêu. Vừa nãy em có thấy cái bài chỉ là tình cờ ấy, bật bài đặt. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã chơi game rất là nhiệt tình với Hòa nha. Mùa Covid khó khăn nên là chúng ta hãy giúp đỡ nhau bằng cách mọi người hãy share livestream Hòa thật nhiệt tình để nhãn hàng có thể nhìn thấy những cái sự nhiệt tình đó. Và sau đó thì Hòa sẽ được mời thật là nhiều để có thật là nhiều tiền làm MV cho mọi người xem. Bây giờ sẽ là ca khúc Chỉ Là Tình Cờ, xin được gửi tặng đến tất cả anh chị các bạn. Con nỗi nhớ tình cờ gọi tên, con nước mắt tình cờ rơi bên, có tiếng hát tình cờ buông trên đôi môi ngỡ ngàng, hồ sự sáng sáng, hồ sự sáng, tình tình tăng tăng, tình tăng tình, trời đổ mưa hay chính trong lòng mưa. Thank you.
mọi người đã xem livestream của Hòa. Và Hòa mong là những thông tin ngày hôm nay Hòa mang đến sẽ giúp ích được cho tất cả mọi người với nước giặt xả combo kết hợp này nha. Có khi... Ồ, Hòa quên. Nó còn có cái này này cả nhà. Cái này nè. Nó là giống như là một cái miệng đi ha. Nó là một cái miệng rất là tiện. Vì bình thường là chúng ta sẽ cắt ra như này, nhưng mà ở đây nó có sẵn cái miệng này rồi đây. Mọi người chỉ cần cắt theo như này và sau đó thì đổ ra để giặt thôi. Như thế thì nó sẽ dễ hơn và tiện hơn cho mọi người. Bao nhiêu lít nhỉ? Cái này bao nhiêu lít ta? 2,4 kg, 2,3 lít. Thể tích cực 2,3 lít. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem livestream của Hòa nha. Và Hòa mong là tất cả cái thông tin hữu ích này thì sẽ giúp chúng ta bảo quản được quần áo, cũng như là sau khi mà giặt xong thì quần áo sẽ không bị sờn, không bị xù lông. Và hãy nhớ là ở trên Tiki ngày hôm nay, ngày mai, ngày 25 chỉ còn 2-3 ngày nữa thôi là sẽ hết cái ưu đãi 20% dành cho tất cả quý vị khán giả mua Comfort. Nên là mọi người hãy lên ý mua và sẽ được tặng kèm là 6 cái túi hoặc là 2 cái khăn nha. Sẽ có 2 sự lựa chọn cho mọi người. Hòa cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nhá. Rất là lâu livestream rồi nhỉ, nên chúng ta chắc là có thể sẽ hát thêm một bài nữa nhé, để dành tặng cho mọi người. Không thể cùng nhau suốt kiếp à? Hay là điều buồn nhất khi yêu nhỉ? Điều buồn nhất khi yêu nhỉ? Điều nhất khi yêu hay đúng không? Điều buồn nhất khi yêu đi. Họ sẽ hát tặng cho mọi người một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Em xin lỗi anh Cường. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, một ca khúc mà họ đã kết hợp trong album của anh Cường. Ca khúc với tựa đề là Điều Buồn Nhất Khi Yêu. Mong là mọi người nghe sẽ cảm thấy thích nha. Hãy nhớ là lên Tiki để mua nha. Ưu đãi đến 20% lận á. Hôm nay, ngày mai, ngày kia. Đến hết 25 là hết rồi. Lâu quá hả? Vì lòng em quá thương anh, quá yêu anh, nói thương anh em đợi anh về. Mọi người hãy tranh thủ lên nha, mua. Xíu nữa thì Hòa cũng sẽ lên đấy mua. Vì Hòa rất là thích những cái túi nhỏ để mang đi diễn á. Mọi người hãy lên mua cùng Hòa nha. 20% lận á. Lại đang nói thì lại vào bài. Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ quá dài, dẫn lòng mình phải tự học cách buông tay. Nhìn lại quá khứ sự thật đã đổi thay, như chưa tồn tại. Đời người con gái một khi đã thật lòng yêu ai, mặc kệ lý trí rồi đánh đổi cả tương lai. Chẳng muốn những ngôn tình, chỉ muốn anh bên mình mãi mãi. Dù biết điều anh là sai mà lòng chẳng biết cách ngăn lại, để trái tim em tổn thương vì chút thương người vô tâm. Lặng cầm nước mắt, giọt nước mắt rơi vào giữa nỗi thăng trầm, chẳng biết nên quên hay giả vờ quên. Dù biết yêu anh là sai mà lòng vẫn yêu đuối, chấp nhận yêu đuối để mong một mai người sẽ quay về bên em. Cuộc đời quá ngắn mà nỗi nhớ dành nơi anh quá dài, hãy để cho em được yêu trở lại. Ok, cảm ơn mọi người.
Hòa sẽ nhắc lại một lần cuối nữa nha mọi người, trước khi Hòa kết thúc livestream thì mọi người hãy lên Tiki để mua hàng, mua comfort sẽ được ưu đãi giảm đến 20% và kèm theo những đồ tặng rất là xinh, ví dụ như là 6 cái túi hoặc là 2 cái khăn nha. Họ sẽ nhắc lại là comfort nước giặt sẽ chống lại 5 dấu hiệu lão hóa. Đây, phai màu, thô ráp, mất dáng, xù lông và ố vàng. Đó là những cái ưu điểm khi mà mọi người dùng mà giặt xạ comfort thì chúng ta sẽ chống lại được 5 cái dấu hiệu đó nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem livestream và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Hòa trên con đường sắp tới. Khi mà kết thúc livestream rồi thì mọi người vẫn có thể comment được và Hòa sẽ đến khoảng mai đi ha. Hòa sẽ lựa chọn 10 quý vị khán giả may mắn nhất để tặng cho mọi người 10 cái túi nước giặt xạ comfort. Ok, đừng kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ít thôi thì mai sau chúng ta sẽ nhớ nhau nhiều hơn mà, đúng không? Mọi người hãy share cái livestream này, like livestream và comment một cái vấn đề mà mọi người gặp phải khi mà giặt quần áo kèm theo 3 hashtag nha. Hashtag đầu tiên đó chính là nước giặt comfort. Hashtag thứ hai đó chính là chống lại 5 dấu hiệu lão hóa. Và hashtag thứ ba đó chính là công thức giặt xả kết hợp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.